Báo cáo quý vị, đây là chiếc bàn kích thước 70x4, là bàn cổ bộ, bàn ghế mã số 90, bồn ghế cột 12, 90 triệu. Hôm trước là khi mà tôi răng ra 3 bộ ghế với giá 77, 89 và 90 thì hôm đó là mới có một chiếc bàn. Thì như vậy là đang thiếu bàn, thì hôm nay mới xong được tiếp chiếc bàn cổ bộ 90 triệu thì tôi báo cáo ra đây để quý vị thấy. Đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của Hồ Điền. Ừ. Bộ này bao nhiêu tiền vậy? Bộ này nhiều tiền lắm. Nhiều tiền đúng không? Chỉ nhắc lại đây là bộ bàn ghế của kích thước 70x4 và của bộ bàn ghế mang mã số 90 và tôi mới đưa lên hình ảnh cách đây hình ảnh hồi đầu tháng 9 dương lịch.